Anh em, một con Mitsubishi đò 28 1,5 siêu lướt luôn nè. Con này về là không vệ sinh luôn nha, bao lướt không vệ sinh, em ru luôn, em đang test luôn. Con này chưa hề tháo cái gì ra luôn. 2020 hai cục nóng siêu lướt luôn nè em, không xịt không rửa không đồ gì mà mới tanh luôn nha cô chú anh chị mình nè. Quá là đẹp luôn, nhìn liền lạc cực em luôn nha mọi người. Đầu nóng đang chạy chỉ nghe hơi quạt hơi gió thôi nha, quá là đẹp. Auto clear siêu đẹp luôn, không hề chạy chốc, trắng tinh luôn, không vệ sinh không rửa không gì hết. Bữa giờ nó còn quá đẹp đây cô chú chị mình, anh em không có rửa không có rải nữa, còn mới toanh luôn. Nhưng mà đặc biệt con này là nó xài điện 200V nha mọi người. Đấy, là mình gắn vô điện lưới của mình xài được luôn à, không cần qua biến nha. Cái dòng này ít có nha cô chú anh chị mình, cái dòng mà 1,5 mà điện 200V là nó ít có, lâu lâu mới có được một em thế này. Thường là 2 người trở lên nó mới là 200V. Con này 1,5 2020 nó lại điện 200V, cực đỉnh luôn nha cô chú anh chị mình, quá đỉnh luôn, lạnh tê người, quá đẹp luôn. Hai em đang test lạnh là nước chảy luôn rồi, mới vừa mở lên. Hai tám hai 2020 là nó là 1,5 nha cô chú chị mình, có mã 28 nó là 1,5. Đầu đứt là đứt đuôi đây, 282 siêu vip luôn, siêu lướt cực lướt, chưa hề dính bụi, hàng của nó quên xài của chú chị mình, quên xài nó gửi cho mình đây. Riêng cái con này về tổng hợp nó kỹ cho nên là nó không có bị cắn móp gì hết nha, quá là đẹp luôn. Cửa hàng của em thì nằm tại đường Thanh Nhân Trung, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ai mà gần cửa hàng thì tới tận cửa hàng xem tận mắt nha cô chú anh chị mình. Những ai mà ở xa thì có tin tưởng thì mua bên em nha. Bên em thì mua hàng phải có cọc riêng miền Trung miền Bắc thì tiền đủ nha cô chú anh chị mình. Và những ai mà không thích mua hàng xa thì kiếm cái hàng gần nhất để mình lựa chọn nha. Còn bên em thì mấy tỉnh lân cận thì em bao ship nha, hoặc là bao lắp khiêu gần 40-50 cây số là em vẫn bao lắp cho cô chú anh chị mình, chỉ cọc. Còn riêng mấy tỉnh mình miền Tây, Tây Nguyên rồi là em bao ship cốt hết nha mọi người, có cọc là em chuyển đi được. Còn mấy tỉnh xa thì vui lòng chuyển tiền mặt. Shop nội địa nhập Biên Hòa em thì tầm tại đường Thanh Nhân Trung, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rồi riêng con này là em bán với giá là 14 triệu nha cô chú chị mình, bảo đảm cô chú chị mình bao zin, bao zin bao đẹp luôn, từ A đến Z, từ đầu đến đuôi luôn. Nó là được điện 200V. Em chào tạm biệt mọi người nha.